Nay mọi người đâu hết rồi? Xin chào. Đấy. Hình đồng này. Hai người là được mà đúng không? Ừ. Em Hân xin chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với video mới nhất trên kênh YouTube Cực Bắc TV. Hôm nay thì em quay trở lại trong nhà bé Hiếu. Đó, em bé bị bại liệt nhé mọi người nhé. Hôm nay thì em vào trong nhà bé Hiếu để trao quà của chú Cao Tăng đến cho gia đình. Chú Cao Tăng có gửi em mua một bộ bàn ghế đấy, cho gia đình bé Hiếu. Như mọi người đã biết ấy, thì là chú Cao Tăng thì là một trong những người mà có đóng góp để giúp gia đình nhà bé Hiếu xây dựng ngôi nhà mới. Còn vị trí xây nhà bé Hiếu đây ấy, thì là ở trong thôn Tắc Tằng của xã Ma Lé, huyện Đồng Văn nhé mọi người nhé. Đó. Ở trong này ấy, thì đây như mọi người thấy, em quay cho mọi người xem cái quang cảnh này. À, em gửi tiền. Đó. Thì trong thôn Tắc Tằng đây ấy, thì nó gần như là biệt lập. Nó không phải là trên đỉnh núi đâu, nhưng mà ở trong một cái thung lũng, nhưng mà nó gần như là biệt lập. Trong này thì là mọi người không có buôn bán. Đấy, tất cả mọi thứ đều là tự cung tự cấp. Ở trong này thì là muốn mua một gói mì tôm ấy, hay là mua một túi muối, hay là mua một chai dầu ăn thì là mọi người phải đi đây. Đó, đi theo cái con đường trước tay em đây và đi lên phía xa đó, trên đỉnh núi trước tay em kìa. Đó, lên trên trung tâm xá Ma Lé để mua sắm mọi thứ nhé. Của em là hết bao nhiêu? 3 triệu rưỡi. 1, 2, 3. Anh đếm lại với. 1, 2, 3. Dạ vâng. Em cảm ơn nhé. Dạ vâng. Đấy. Hôm nay vào đây thì là em mua bộ bàn ghế này là số tiền là 3.500.000. Thì là 3.500.000 này là cái tiền bàn ghế á, thì là 3.2 nhá, 3.200.000. Đấy, 3.200.000 và còn 300.000 thì là cái cước vận chuyển. Cước vận chuyển ở ngoài trung tâm thị trấn Đồng Văn vào đây. Cái này chút nữa em nhặt vào để chút nữa nhóm bếp hay làm gì luôn đi. Ừ. Cái bộ bàn ghế này á thì lúc đầu anh định mua cái bộ gỗ sồi, nó có hai cái ghế nhỏ cơ. Nhưng mà anh tính rồi, mua hai cái băng này bởi vì em có con nhỏ. Đấy nên là mua cái bộ ghế tiện này. Đây đi vào trong. Trong này mùa này bắt đầu có mận đấy nhở? Vâng, có rồi, nhưng mà chưa chín. Chưa chín à? Vâng. Ăn được chưa? Chín à? Còn lòng bé và hạt ngô rồi. À. 1-2 tháng mới chín. 1-2 tháng mới có mận ăn. Vâng. Mùa này có quả gì ăn không? Mùa này không có. À. Có thì có nhưng mà chưa chín. Chưa chín à? Vâng, mận đào. Đây là cái con đường đi vào trong nhà bé Hiếu. Đây là cái vật liệu sau khi xây nhà xong thì là còn một chút xi măng. Đấy, đường bê tông này. Từ ngoài kia, đó, từ tít ngoài kia vào. Đấy, khi mà xây nhà xong thì còn thừa một chút xi măng thì em Dương, bố của bé Hiếu thì cũng láng nốt cái con đường đi vào. Làm cái hàng rào chắc chắn đấy nhở Dương nhở? Đấy. Ôi rồi. Sao lại giải ra đây à? Ừ. Đây này. Quang bóc bánh nè, Quang ăn bánh không? Quang xin bát đi. Nào. Xin bát. Không dám à? Xin bát không? Xin bát không? Xin bát không? Xin bát không? Sợ. Ngày xưa được cái thời điểm mà làm nhà cái xe lùi, thấy cái xe lùi nó sợ rơi sao nó khóc. Này, đàn bóc ra cho Hiếu vậy cho Quang đi.
Xin bác nhé. Ừ. Đây là trẻ con nó ít tiếp xúc nên đấy. Là thiếu xin bác nhé. Muốn nói với con nói ra đi. Muốn nói à? Ừ. Ừ.